Chào tất cả các bạn, hôm nay thì Trung giới thiệu với các bạn cái chậu chữ 1 mét phúc lộc thọ hoa văn. Thì đây là cái mẫu mới 2019. Thì cái hoa văn nó cũng có phần khác nhau, như mấy lần trước Trung đăng thì cái hoa văn nó khác, và cái chậu hôm nay thì hoa văn nó cũng khác nhau. Thì Trung sơn thì cái màu sơn giả đá màu đỏ, chữ thì chữ phúc lục thọ thư pháp. Để Trung quay gần cho các bạn xem cái hoa văn của nó có phần rất là khác. Đây là cái hoa văn của xung quanh của cái thân chậu. Hoa văn này là hoa văn chữ thọ, xung quanh là có hai cái nhành cây, hai bên. Thì cái chậu chữ này nó có ba học để chữ vô, ba ô. Đây là cái mặt hoa văn thứ hai, này là hình bông sen với mặt trời. Thì cái chậu này đặc biệt một cái là các bạn có thể xây được luôn, tại vì nó có cái bộ đế bên trong thì có gắn đạn, và các bạn có thể khi trồng cây lên các bạn có thể xây được, xây vòng vòng được bình thường, rất là nhẹ. Thì mới xem xong thì tôi muốn quay lên để giới thiệu cho các bạn. Còn đây là cái chậu chữ phúc lộc thọ chữ tiều nha các bạn. Thì đây là cái chậu 1 mét hoa văn. Mẫu này cũng là mẫu mới 2019. Thì hôm nay thì Trung mới vừa sơn hoàn thành nên muốn giới thiệu cho các bạn xem. Thì Trung sơn cái nền đen chữ vàng, và cái thành chậu là sơn giả đá. Thì kết hợp ba cái màu như thế thì nó góp phần nổi cái chữ lên, nhìn nó rất là đẹp. Thì xung quanh thì có những cái hoa văn nổi tượng trưng cho cái chậu nó thêm bắt mắt hơn. Đây là cái hoa văn của cái chậu. Thì cái chậu này cái hoa văn xung quanh của khung chữ thì nó giống nhau, tại vì khuôn chung dập ra nó y chang nhau à. Thì khi xong rồi chung gắt vô. Thì hiện tại cái mẫu này nó cũng đã hoàn thiện rồi và nó có bộ khuôn rồi. Thì các bạn nào có nhu cầu mua khuôn hay là mua chậu về mình trồng cây mình xài ở nhà, cứ liên hệ với Trung qua số điện thoại 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trung. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.